Anh em chúng tôi đang ở làng đào Phú Sơn. Hôm nay làng đào Phú Sơn tổ chức một buổi gặp gỡ giao lưu cuối năm. Những gốc đào rất là đẹp. Một số ban lãnh đạo đây. Không phải. Nói là nhà thờ nó dàn cái cung kia nó rộng. Đúng không? Cây này có nói là không có chỗ đào để mà nói. Rổ cây này thì nhất huyện à? Cây đấy nhà thờ Tam Tổng. Nhà đặt chính giữa nhà thờ Tam Tổng nha các bạn nha. Hải Lộc. Như cái này thì giá thị trường ở bên ngoài không biết nhiều các sếp nhỉ? Cái này thị trường bây giờ nếu bán thẳng cánh là 7 triệu. 7 triệu thôi, có 7 triệu rồi. Nếu 7 triệu thì cây này phải 10 triệu. Cây đấy còn đẹp hơn à các sếp? Cây đấy 9 triệu. Cái đấy có chủ nhân rồi. À, lại cũng có rất là đẹp những tác phẩm đào. Alo. Không, cái cây con chú đi vào lòng ạ. Cái cây con thế nào? Không thấy được cành. Không bao giờ nó quả không? Có. Cái gai ăn quả hơi thối đấy nhỉ. Cầu. Không phải này, cái gì đây bác hộp? Sầu riêng, sầu riêng. Sầu riêng, sầu riêng. Sầu riêng, sầu riêng. Một cân sầu riêng bằng một cân thịt lạc. Vâng, vâng. Cái này thì 4 ngày nữa thì được rỡ hết à? Rồi. Gai xếp và đang ở bên đầu hết. Đây là những cây đào tiền chọn của vườn này. Vườn bên kia cũng ở kia nào, chấp nhận à? Có 20 gốc mà đang khỏe quá. Đang khỏe tháng 5 bằng giờ. Đang đấu bằng này mới được. Không gặp được năm rồi. Tội. Ai lên cao rồi đấy sẽ bị xuống thấp. Ai ở dưới thấp rồi sẽ lên cao rồi. Không chưa? Đây chở cát đâu hả? Ai ở trên trên. Đâu rồi? Cái năm nay đào nào nhất? Thì các ban lãnh đạo và xã cũng ra tham quan ủng hộ tinh thần với anh em. Anh em. Chú giáp bên ngoài kia còn hai cây đẹp lắm. Góc kia hai cây vĩ đại luôn. Đúng là các chú vào gần tí ngắm ngắm tí cho nó khi thế quá. Đấy, hàng ngoài kia hai cây đẹp lắm. Hai cây ngoài kia anh nhìn vào bao nhiêu tiền ông đại? Đấy. Ông hợp. Nha, đây vườn cây ông hợp. Vào ông đại thử xem nào. Chuẩn đấy nhá. Vâng. 9 triệu cây ngoài cùng. Ngoài cùng cái anh nhỉ? Cùng 9 triệu. Quay ngoài cổng cùng 9 triệu cả. Cây ngoài cùng cái đẹp này. Bán rồi. Chưa bằng cây ngoài cùng cái... Xin mời hai sếp ra hai cây ngoài kia để chiêm ngưỡng luôn. Rồi. Cho nó khí thế. Đi được bên trong cả. Đây này. Đang làm giàu phát triển đào, hàng đào Phú Sơn, xóm 3 Ngan Yên, Ngan Sơn, Thanh Hóa nhé các bạn. Nay mà nhà có sân này vậy đã có chủ chưa cơ? Chủ hết rồi. Chào sang bên kia nữa anh cháu ạ. Đổi thay hết. Cái này năm ngoái thì em mới cấy đây. Không biết là với diện tích đất như này có đủ cho các anh sản xuất chưa? Chắc phải đề nghị thêm xã này và cung cấp thêm đất chứ.
không gấp ạ. 25 rồi nhưng 15 lý tưởng của mình xây được cái trường. Cái đây là cái này nó không có tay nó ra kia là nó non kìa. Đánh về đấy. Đẹp đấy. Vậy khi nó đến nông mua đảo bán rồi. Nuôi khác nữa. Là công ban ở không đều rồi. Ban một quay là không phải không nên ban một cây nên vườn sang bên quay bên đây đi. Rồi rồi, mời các ông sang vườn bên nhá. Bây giờ anh để thấy giới thiệu từng thành viên một ông ủy ban cho đến các cấp dưới. Tí nữa về đến trong kia. Quay cái đất mới chuyển đổi này anh này. Vâng. Chuyển đổi chuẩn bị hai. Đây là khu đất mà anh Hợp mới được xã chuyển đổi để chuyển sang cái đảo nha các bạn nhé. Đây là đất chuyển đổi đúng không? Đây là khu đất cải cách. Chúng tôi nay mời những anh nào đất cải cách. Cái đất này đã được 50 năm chưa? Chưa. Ôi về cái này về các anh phải yêu cầu một tí. 50 năm rồi đấy. À vâng. Mới chuyển đổi nhưng mà đất cơ bản của dân. Đây. Đây sao rồi? Đây sắp từ từ. Anh vừa rồi, tôi không bỏ ngắm tập kia bây giờ đang to lắm. Cứ vào đây vào tí mấy phút. Đúng rồi, vào mấy phút. Cây to lại thêm nhập quả. Không, hàng tâm ra. Này cũng phải sớm nhỉ. Đây này, đi đường hông này các sếp ơi, vào khe đây này. Bớt lại. Hoa nhiều quá. Đấy là kinh nghiệm chắc là. Anh vào đi, Mời các ông vào đây, ngắm chiêm ngưỡng đã, chiêm ngưỡng này phải chiêm cây trong kia anh ơi. Trong kia một số cây to lắm. Vào đây anh ơi. Năm ngoái vừa trồng cái nở bắt đầu nó có đưa ra một tiếng rồi vừa nằm đứng đủ kiểu lại to rồi ông chân các ông vào rồi. Nhưng mà xã mình đã các bác đã bê vào chưa mà? Chưa. Chậm chạp quá. Đúng là hôm nay biết nhà anh Hợp nhiều hơn cỡ này. Bây giờ mới là anh của đại được. Đúng rồi. Ngày trước là em đại nhưng bây giờ là anh của đại rồi. Phần nào thôi còn chưa có hết được. Tầm cây này là bán bao nhiêu tiền? Cây này có 5 triệu thôi ạ. Một cây đào cao như này mà nhiều bông nụ như này có 5 triệu thôi. Rất là rẻ. Lấy cái đường như này nữa cơ mà các anh. Đặc biệt là gia đình vẫn còn duy trì cái giếng cổ đúng không? Mời lắm rồi. Chưa phá đây là để làm kỷ niệm. Chắc xã phải chiêu cố với nhà anh Hợp thế nào với có diện tích đất như này. À bà cố à? Thổ này là to nhất toàn xã Hà Điền. Thổ này 6 sào căng đét 3.000 mét vuông. Vậy cơ mà. Đây của Hà Nội thì kết hợp không biết. Đây là hai nghệ nhân trẻ. Đang gọi nhé, anh có ai giới thiệu luôn anh ạ. 100% mà chưa có gì đúng không? Anh nghe Sơn TV. Hơn 500 gốc đào nhé. Còn rất nhiều. Bây giờ không được mấy cái điều đang quay đâu.
thiếu xếp nhà thích. Thôi đi thôi. Hai hai này em lên huyện. Em lên xem này đã. Mua được cái thổ. Thì có vườn ông này với vườn ông đài năm nay là đỉnh nhất. Vườn tiếp theo mà kênh Trung Bonsai và Ngay Sơn TV muốn giới thiệu với các bạn là vườn của anh Thái, một trong những người rất là giỏi của làng đào Phú Sơn. Hôm qua anh đánh đi hơn 100 cây rồi, giao cho khách những cây rất là khủng. Đây nhá, gốc qua đánh đi rồi nhá. Còn là những cây chính. Những cây này là khách cũng đặt rồi hay là mình chưa nhỉ anh nhỉ? Này là chưa, đang chờ đúng không? Chờ. Vẫn là phải trồng cao này này. Núi cao đào, núi cao. Núi cao còn đất tới hơn đúng không? Cái này vừa tới đấy. Nụ rất nhiều. Vườn này năm nay phải cùng mấy trăm. Cây tuy vậy nhưng mà nó đều. Nhông gốc nếu nhá mà chuẩn chỉ nhông năm nay thì vài trăm. Vài trăm không hết tiền được cái gì? Vài 300 một lạng. Nguyên cái bữa ao đấy là phải là 60 chục rồi. 11 cây đấy, đúng không? Tất cả 400 nhưng mà. Nguyên cái bữa ao đó là 560 chục rồi. Cây. 11 cây chứ. 11 cây à? Thì... coi 70 triệu. Biết là thêm một cây còn 10 cây. Đó. Chung đấy. Thôi đấy ông già. Rồi. Bây giờ nào Nguyễn Thành ơi. Ta đi đường dưới về về sau kiểm tra chưa? Còn rất nhiều các bạn ạ. Tới một nàng đào phát triển chỉ sau 10 năm mà đã thành một cái nàng đào có tiếng trên bản đồ Việt Nam thế này thì anh em cũng nên biết đến nhé. Cái này thế về đẹp đấy. Cây này nó có cành hoành đẹp. Dăm tay quá. Thân thì tháng nó đẹp nhưng mà cứ dăm tay. Cây bên ngoài ấy. Cái nụ của nó đang tới đấy. Cây này rộng. Cây này không cây này chứ. Trên nó lâu hơn được hơn. Thế hoa cái cây này là nụ nó còn nhỏ không? Rắn một cái ta của nó đền nó dài. Cái xóm trưởng à? Đất này đất của ông ấy, ông may có chỗ để ông giao cho, giao cho con, may có con giao cho nó không. May mà, rồi, đây nè. Anh em chúng tôi lại tiếp tục thăm hai vườn của hai anh em, đó là anh Đại và anh Độ. Đất mới chuyển đổi, được xã ưu tiên chuyển đổi cho các anh phát triển kinh tế. Nó theo từng khu ạ. Mời các sếp vào tham quan. Vườn này rất nhiều lụ này.
Phần này có thể chơi được lan đa diêm. Không đi sâu vào đây. Chú ạ, sang năm bằng giờ thì cứ thế. Anh à, sang năm cứ nằm vào cái tầm cuối năm vậy thôi. Chứ gần Tết xong rồi còn cái gì nữa mà làm. Tết xong rồi chả còn gì nữa, mỗi đất không. Vâng, đúng không? Hôm trước là các ông ấy đi thăm xem là cái chuyển đổi của mình. Vậy mà không thì... để bố trí luôn. Cuối cùng là này ông ấy đột xuất. Cái này dẫn đến chỗ nhà thằng con nhà bà Lệ thì đến cái vườn. Cái vườn chán đời, hỏng rồi, hỏng. Đấy, đến cái ngõ, ngay cái vườn ở đầu ngõ là của nhà anh Việt. Đấy, đầu ngõ. Cường. Vâng, gầy thì về tí thì tỉ này. Thì xong sang đại thì nó mới mát mát được tí. Ngay mà đi đi ra ông Hợp thì... Còn chưa, chưa anh đi hết, tiếp tiếp thôi, ta đi tiếp nào. Rồi, ta lại đi còn rất nhiều, còn 20 vườn nữa cơ. Vâng, vâng, vâng. Chưa hết được. Bây giờ tí nữa anh xuống xem vườn của tay... Bây giờ nếu mà đất trên tay tay đâu rồi? Tay Phong kia. Tay Phong kia anh xuống anh xem. Nó bằng ngàn. Gọi là nó giống như một công trường vậy. Mấy hôm vừa rồi em mới kiểm tra ký mà em nói là khi mà về không thấy gì nữa. Khi về em phải chắp tay mà thôi, bái phục cháu. Bái phục thật. Chấp nhận. Một cây đánh một cây này. Cây này có cái ngoài năm dầu từ cây đào đi thì cũng thâm canh thêm những chuyển hết cho chú đại rồi. Nhà bác Độ cái vườn tỏi đây à? Đây là cây tỏi này nha. Đây ngắn nuôi dài. Tiếp theo là vườn quất của anh Giới với diện tích đất 2.000 m2, anh tấp rất nhiều thì quất, đặc biệt là những vòng quất mini. Nó rất nhiều. Đưa hàng cũ lên, bây giờ đưa hàng mới xuống rồi đúng không ạ? Hôm nay thay hàng mới rồi. Chưa đã phun thuốc sâu chưa? Không sâu gì hết. Chú ạ, tôi đang nói cái lý tưởng này này. Bây giờ là mỗi một vườn rộng như vậy là cấy một hàng. Tôi nói chú này. Tôi bé vừa đây của giám đốc Hùng đấy, nó là nó bắt đầu một lượt đấy. Nó là gì? Như này nhiều quá. Nhiều quá nó người thư thương. Quả này là bị ấy này. Tơ quá này. Đấy, đúng rồi, anh nào bắt quả đấy bị tật. Để giấu đi. Cắt đi chứ. Cắt đi ta lại tỉa bớt đi. Thế hát việc gì hết. Cắt cảnh thì ai biết được chỗ nào có quả hay không. Anh cho em một mũi thôi. Tại đây. À, giám đốc Hùng à? Cào. Đấy, một cây này chú để đâu? Cái này giá đặt nữa. Chỗ nó viên kín nó bẻ được. Nhưng mà cái đưa về nó phải hết sức cẩn thận. Mà. Có rụng không? Nó có rụng nó mà. Không rụng. Nó chạy nhưng mà không phải để ý. Nãy ở mặt, nãy nó video được chứ đâu có phải là dễ rụng đâu. Về đỉnh xong mà về nhà thích. Cũng được này, chú không có chỗ để. Cái này sân cháu thì cái này đỉnh. Cái này sân thì cũng chưa. Đúng rồi, anh Vinh ở đằng trước nhà anh rộng đấy. Quay cái mẹ đây này. Cái đây quả chín đẹp lắm này. Còn năm nay mang xuống sân anh Vinh để. Đây là quất đấy chứ. Sao cam đấy chứ. Rồi nhá. Có 5 triệu cây này thì nha các bạn nhá. Quá rẻ này. Đấy anh em. Biết cái này hôm trước ra quay được không? Đường kính khoảng 12-13 phân. Đấy nhá.
Vậy cây này Hùng nó mua từ năm nào mà nó cây? Nó mua chơi ở bên nhà ông nội mà. Năm ngoái là không có quả. Ừ. Chơi năm. Kiến Hồng, ông bán bắt giờ mới chỉ còn. Không phải nước đâu ông ơi. Không phải nước quay nữa để con đi thôi. Đi thôi. Nước rồi, nước đắng nữa. Mời công đi ra tận đến phía ngoài trường đây. Đến đông vườn địa đàng. Chưa đi miền Nam, thấy chuyển hết đi miền Nam rồi, thế gửi đi ô tô. Anh ra vườn ngoài cơ, vườn đây rồi. Ta là rồi rồi rồi. Đây anh sắp ra thăm cái đất của thằng này xem nào. Đúng là nó rồi. Đất này đất cả 2000. Ông Đỗ ơi, Đỗ. Đi mỏi chân cũng hết đất về, không biết là lãnh đạo mà không nắm rõ được đất về thì. Một năm này đấy. Một năm trời mà. Đất mới nó tốt. 5.000 mét vuông đất nhá các bạn nhá. Rất là nhiều. Đi đúng không? Đúng chỗ kiến cây rồi. 40 triệu chỗ này nha các bạn nhé. Thế là giống. Một trong những người ghép rất là giỏi. Có đảo to những cái loài đảo que này đúng không? Đầu năm đầu năm ngon hơn ạ. Tới là tốt vậy đó. Cái nhiều năm mà đã như này rồi anh thấy. Đây. Đây một năm. Nhanh nhỉ. Phát triển như thế. Thế nhá. Anh chỉ cần bán 10.000 một cây thôi. Chỉ có 10.000 một cây thôi mà nó đã như thế này. Đây rồi, đây 50 triệu đây ông hiểu rồi. Đây là mà bao nhiêu cây đây? 5.000 cây. 5.000 cây. Bán 10.000 một cây thôi. Chỉ cần 10.000 một cây, 5.000 cây đấy các bạn ạ. Nó rẻ như bình thường là vẫn là 20.000 mỗi năm á. Đấy. Năm nay 10.000 là quá rẻ thôi. Nếu một nửa. Có ai bán 10.000 cả. Tự sản xuất ra nè. nhiều anh em còn thấy là mua máy cắt cỏ về cắt cơ mà. Đi có muộn các bạn. Đi còn là vài nhà nữa để nói nào. Vâng rồi. Ta là chuyển sang vườn của anh Đỉnh nè. Tiếp theo là vườn anh Đỉnh nha các bạn nhé, để anh em ngắm hết. Bây giờ là chuẩn bị ngày mai là về đưa máy. Tiếp theo là vườn của anh Đỉnh, một trong những chàng trai 8X. Có một vườn đào cũng rất là rộng. Thì sau một năm mà anh đã xây cái nhà 2 tầng kìa, chưa xong. Đang bắt đầu mái. À ít vậy à? Mà dài chưa?
Đang là xây nhà. Năm nào cũng 2 triệu nhỉ? Có vẻ căng nhỉ? Không hỗ trợ gì cho làng đào. Ở đây là không đi đánh bạc đúng không? Không tụng cấp là sướng có vậy. Bỏ được. Phát triển kinh tế là bỏ hết các loại tệ nạn. Có công ăn việc làm. Cái này cổ đấy. Sau với anh Giáp là mới đất với cải cách có 2 năm mà nó này xây nhà, tiền xây nhà. Chắc rằng là 5 năm xong nữa thì mua được cái xe chạy. Nhiều những nhà cao tầng hơn nữa. Mới đầu năm nhỉ? Đầu năm mà đã vậy đất tốt nhỉ? Cái này nó toàn đất bột. Vâng. Nếu mà giờ mà nấp thì không có sức để đắp cái đấy ghép hai màu à anh Hồng ơi? Cái này là cái này là của thằng có một cành màu bích rồi à, màu bích đây này rồi Hưng Yên đây này, bích bích có một cành. Cái đẹp nhá, nó rất mảnh mai nhưng đẹp. Vâng đây này nó rất là đẹp, nó ghép cả lan rồi đây. Lan bỏ ra rồi, lan làm gì đó. Đúng rồi, chơi một thứ thôi. Tôi nói anh ơi, mời anh đi hai loại hoa. Vâng. Cái bằng là gối thì đổi làm chỗ này. Đổi rồi. Nó ghép thì. Vâng, đổi anh gắn ngói. Đổ gắn ngói nó mới đẹp chứ anh Việt. Mà để tông nó rộng quá này không được. Còn đỉnh năm ngoái bán, à năm đấy bán 13 triệu. 13 triệu. Cái này năm nay cũng ngắm biển này này. Vâng, cây này. Quan thế nào? Cái này vừa này tổng hợp. Treo chân các anh. Bưởi cam. Cây rất nhỏ nhưng mà trên cây quả. Nhơi. Đâu. Rồi, thấy không? Cái của chiến trời đấy. Cây này có 102 ở làng đảo. Nhiều chi răm quá. Uốn kiểu oan ta là vằn. Cho mấy ông uốn cây. Chú Trung ơi, chú ra xem bởi đây cam đây. Wow. Tết là bán như cây nào? Đây. Ông Hiệu ơi. Thế. Ai đây thăm cây này này. Đấy. Mấy này nó bán được cái nào? Chết rồi, quả này thì anh đưa cái nào à. Thôi nên thế giới biết thì cao này ngang ngửa bán tết
tí mà là làm nó vẩy nó. Nói chung là khoa học kỹ thuật đây này, ông này cũng tận dụng. Diễn hết rồi nhỉ. Đấy chanh này, viễn cả chanh. Chanh. À. Nhưng mà đây là họa hết rồi anh. Hôm nào phải đặt cái ông riêng một cây bòng trên nhiều thứ đấy. Có. 9 đại quả. 9 đại quả đấy. Rồi, thử diễn này. Cậu có thích chơi hoa gọi là hoa bưởi diễn? Vâng. 9 quả. 9 quả. Thì liên hệ với ông Nguyễn Văn Thịnh. Với diện tích đất trên 1.000 mét vuông, cấy rất nhiều chủng loại, đặc biệt là đào là chủ đạo rồi, bưởi diễn. Đây, gom đây này. Cây này 4.1 triệu. Lại thêm tăm nữa. Có 4.1 triệu một cây đào. Song siêu. Họ huynh đệ. Và đấy chú xem là chú đã mua chưa mà giá nó bất ngờ vậy. 4.1 triệu cây hợp lý thôi. Đào ta 5 cánh nhé. Cứ ăn rẻ là 10 triệu. Đào ta đẹp đấy nhỉ. Bây giờ ông đang lại đang gắp cái đào đào. Ông Trung ơi, mời ông Trung đào ông heo nhá. Sau vâng. Này ông đài xong người ta 10 chất heo. À, mời các ông nha. À, đi cho ông Trung ơi. Vâng vâng. Đúng rồi, giá trị vườn. Đó, những gốc đấy là sang năm là có tiền đấy. Hay thì nói mày nói nhưng mà chắc là ông Hợp chỉ nằm một cái cây kia thì đại diện thì ông đập ngay cái vườn của ông Hợp xuống rồi đúng không? Mỗi vườn có một phong cách riêng. Rồi anh bận anh không lấy sao mà vườn anh không thấy những cây khủng về. Cây này bình quân phải có triệu cây hết. Năm nay làm lại đất từ làm lại từ đầu. Đây là kinh nghiệm của nàng đào đấy nhá, ghép trước khi Tết nhá, trước Tết này thì cây nó sẽ bảo đảm mầm ra rất là khỏe. Sau Tết cũng được nhưng mà nó yếu không anh? Dạ. Châu Sơn Na đấy cái nhát. Mộc Châu Sơn Na này. Đấy cái đất đó, cái đất như con gà kìa. Đấy. Không nhất là mỗi mình ở xóm 3 thôi, còn hơi xóm khác cái chặt hết. Đúng. Lại đừng có lại như ở kia à. Chặt ở đấy đang rồi. Đi qua một năm thì làm giàu cũng đã đưa hết khả năng của mình cũng như sự cố gắng công tác với để tất cả thành viên trong gia đình. Hôm nay trong quan thì tôi thấy nó đã mang lại một thành quả rất lớn. Cái này cũng là trước hết về thời tiết thì cũng cảm ơn những người đã nhất
về con người, về đất của ông sư Tổng Tâm. Thì hôm nay đã là 20 Tết rồi, và chỉ một tháng 10 ngày nữa với cây hoa, cây cảnh trong thời điểm kết thúc. Để trước hết là nhập nhà vườn, sau đó là cũng lòng cảnh quan và ngày cho tất cả mọi người dân trong Nga Sơn, các huyện Đường Cân, huyện bà con nhân dân Sơn Tiên. Thì hôm nay các vị cũng đi thăm quan và cùng với lại thăm nhà vườn. Thì hôm nay về đây thì chúng tôi đang đạo tập thể cũng như gia đình ủng hộ lực lượng nhân rượu, cũng như để chúng ta trình trọng kính mời tất cả các ông chú vườn nhất chúc mừng năm mới. Cảm ơn. Các anh chú là hôm nay thì mỗi năm thì cứ Tết xong thì lãnh đạo tổng kết. Hôm nay thì cũng là một cái trước khi mà các bác lãnh đạo đưa đi các nơi huyện và đi các nơi thì anh em đi tham quan ấy, thì càng đi sâu vào mới thấy là cái đào là rất là nhiều và rất là đẹp. Trước thì là tôi dẫn đồng chí Nguyên phó chủ tịch ủy ban huyện phụ trách về nông nghiệp đi thì cũng chưa biết là hôm nay thì đi vào sâu thì thấy nhiều vườn cây rất là đẹp. Công đây rồi, bắt trồng thêm bắt con không? Đó kinh tế của nhân dân của xóm ba thì là đào có hiệu quả và thu nhập rất là lớn. Rất mong các bác, các anh, các chú là sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa. Có sẽ có nhiều các cái đoàn sẽ tới tham quan những cái mô hình mới và trong những cái hội nghị tập Hoa Liên. Xin chúc các anh là sẽ tiếp tục phát huy. Cảm ơn các cốc nhá. Chúc cho nàng đào mà luôn phát triển. Tối thì